Ăn cờ. Ăn cờ. À, vậy đừng nghĩ ăn cờ. Đồ gì chứ trời. Ăn cờ. Chị Ngọc nghe gì chị Ngọc. Ăn gà má ơi. Ăn gì? Ăn gà. Trời ơi, thấy vậy ghê, lộn hoài, lộn hoài đó. Chị uống gì chị? Chị uống nước biển không vậy? Mấy đứa bên này nói xuống này chị nuốt người quá à. Chị kiếm cái gì ngon ngon, chị ăn rồi chị đi đi chị. Đừng gỡ thôi. Đồng tiếng quá vậy chờ. Vua đánh mà nó đi bập bập bập. Ôi con của em đâu rồi? Ồ Nguyễn chỉnh nhạc lão như mày chỉnh tóc thanh đánh chi cho nó đánh con gỡ đi quá trời vậy chờ. Đã biết con nó bị liệu rồi. Tỉ vô lợp lại đi em. Vô chỉnh trang lại cậu nghèo quá trời luôn đánh béo xin con. Trời ghê sợ, Nguyễn anh em nó giữ dễ sợ luôn nha. Rủ tay rồi quý vị ơi. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, nãy giờ chưa thấy ai đi phát vé luôn á. Phương ơi. Trời ơi. Phát vé. Rủ tay lên quý vị ơi. Ra ngoài đường luôn con nát ơi. Trong vui mừng bên nước ngoài là Melee Phi Sinh, còn em là Melee TV màn hình phẳng. Vỗ tay lên quý vị ơi. Solo, Molego, bây giờ mẹ chẳng đã bỏ nhóm, đi theo 5
anh em siêu nhân trở thành năm thằng ông nội. Cái đẹp của mây trắng là làm bóc giác ở chợ lớn, kinh bông kinh hoa sửa điện sửa ống nước, chúc mình sắp con đã chân cút thúc chân cả. Quá đẹp luôn mây trắng ơi. Rồi bỏ đi một chào khỏi ai có chúc mình sắp con mây trắng. Trời ơi cái gì vậy, mày bán hết tao mới chào hết cho thằng ông nội. Trời ơi tất tiện giờ mày làm trên trời, mày ngôi sao với mình tiếc quá vậy. Đó còn thải lên trong trời. Quý vị thương yêu, quý vị ủng hộ cho mình đẹp mây trắng. Đó, đẹp quá mây trắng ơi. Đó, đi thẳng lên buồn đi em. Rồi, xin mời người đẹp thứ năm. Người đẹp cô giáo Thảo trong vai Sơn Kha Lai. Sơn Kha Lai ngoài công chuyện sơn móng tay, Sơn Kha Lai còn nhận sơn nhà, sơn cửa, sơn tivi, sơn tủ lạnh. Quá đẹp quý vị ơi. Sơn Kha Lai kiếp trước, hồi xưa là dượng, là thủy. Cho nên kiếp này một năm còn cao hơn nhiều. Rồi, Sơn Kha Lai hiện tại đại diện cho công ty đầu cầu câu 2 tuổi, đầu cầu câu 3 tuổi. Quá đẹp luôn. Bây giờ mời các bạn cùng đến với người như cuối cùng, cậu bé búp bê ma giật cán cơm thèm phở chết gì ăn phở chỗ ta đó quý vị ơi. Ơi tụng nha, trời ơi ba tự ba lên tiên biết nghe đó má ơi, chỗ ta đó quý vị ơi, quá đẹp luôn. Chào chào mọi người, ai cũng chủ yếu chào chào.
Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của thần khỉ người đẹp Bonat.